đốt mà không chỉ đứng canh, đốt xong bỏ luôn, không múc nước ra mà dập bớt cho nó bớt cháy, để nó cháy hoài, nó cháy hết nguyên khu đất đó luôn. Rồi cháy thấy mê không? Nó mà cháy hết nguyên khu đất đó, thấy lúc lát nữa thế nào cũng kêu à. Cháy muốn hết nguyên khu đó luôn. Giờ chỉ biết đứng nó ngó thôi, không lấy nước ra, xách nước ra mà tạt bớt. Thấy cái cô kia cổ đốt xong rồi cô đứng ra cổ ngó thôi chứ giờ biết làm sao. Cổ đi qua đi lại đi tới đi lui rồi chỉ biết nhìn thôi. Cháy quá trời cháy rồi. Đứng ở trên lầu rồi thấy đốt từ chiều rồi. Đốt xong mà lớn quá à, không kiểm soát được. Gì ông còn đâu ông chơi tôi hả? Nãy đứng ở bên kia chiều đứng trên lầu thấy đốt rồi. Thấy cháy quá rồi cái bỏ luôn. Chắc tiếp này gần đây này.
Nói tiếp nước đi bộ vô ạ. Phía sau phòng trái luôn, đứng ở trên lầu nhìn thấy à. Hai chấm chưa? Đốt xong rồi cháy lớn quá là không kiểm soát được. Rồi mình phải, tụi mình phải đi ra thôi. Ở phía sau đơn vị tụi mình luôn. Nãy là mình nhìn đứng gì trên lầu rồi mình đã thấy rồi, thấy nghi nghi rồi. Là thế nào mà kiểm soát không được là thế nào cũng kêu à. Nên tụi mình đi bộ ra thôi, đi bộ ra xịt cái gì vậy. Đó, giờ thì mình đi vô thôi.